Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Hồ Văn Cường lột xác với hình ảnh đẳng cấp, rục rịch trở lại showbiz. Mới đây, trên hội nhóm FC của Hồ Văn Cường bất ngờ thông báo lịch diễn sắp tới của nam ca sĩ. Hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường với phong cách trành điệu thể rõ trên poster buổi biểu diễn khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Điều này càng làm cho nghi vấn về biến đỗ mới của nam ca sĩ thêm phần chắc nịch. Sau khoảng thời gian khá dài biệt tâm biệt tích, tại làng giải trí, sự xuất hiện trở lại của quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 làm nhiều người không khỏi bất ngờ. Ở tuổi 18, Hồ Văn Cường có nhiều chuyển biến, đặc biệt là về ngoại hình đã cao lớn, phồng phao hơn xưa. Song không còn diện trang phục bà ba, đậm chất dân gian, bình dị, Hồ Văn Cường thể hiện bản thân đang theo đuổi phong cách thời thượng hiện đại. Bên cạnh đó, con trai nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung cũng biết nâng cấp hơn cả về thần thái, được công chúng và người hâm mộ nhận xét có khí chất đúng chuẩn một ngôi sao sân khấu. Dưới phần bình luận bài đăng, người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích, nôn nóng chờ ngày biểu diễn của Hồ Văn Cường. Bên cạnh những lời gửi gắm tình cảm yêu thương, không ít khán giả phải dụi mắt trước màn tài xuất showbiz thăng hạng nhanh chóng của nam ca sĩ. Cách đây không lâu, phía công ty đại diện chương trình đưa ra thông báo bảo vệ Hồ Văn Cường trước những ý kiến trái chiều dư luận về sự xuất hiện của nam ca sĩ. Điều này đã khiến cho dân mạng dấy lên nghi vấn về biến đỗ mới của giọng ca trẻ. Cụ thể, bài đăng cho hay, chúng tôi chọn ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt trong live show. Chúng tôi chọn ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt trong live show vì chúng tôi nhận thấy Hồ Văn Cường hoàn toàn phù hợp với chủ đề và mục đích chương trình hướng tới. Chúng tôi mong khán giả tin tưởng quyết định này từ phía công ty, đồng thời ủng hộ Hồ Văn Cường cùng gian sao nhí sẽ tái xuất trong live show. Chúng tôi sẽ làm đến cùng để bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ ca sĩ Hồ Văn Cường có mặt cùng gian nghệ sĩ khác. Chúng tôi không vì một vài lý do và bình luận xuyên tạc không đúng sự thật mà làm ảnh hưởng đến tài năng như ca sĩ Hồ Văn Cường. Sau 3 tháng kể từ khi mẹ nuôi mất, dù xảy ra ồn ào trước đó, nhưng giờ đây, Hồ Văn Cường đã thực sự lấy lại tinh thần để trở lại hoạt động nghệ thuật. Đồng thời, không ít những lời mời gọi, giúp đỡ từ sự nghiệp cho tới xây nhà ở quê cho giọng ca trẻ. Trong đó, danh ca Ngọc Sơn và Bầu Thủy xác nhận sẽ nâng đỡ con trai nuôi của Phi Nhung trong suốt hành trình làm nghề. Ngọc Sơn từng chia sẻ, đừng hối tiếc những gì đã qua, hãy nhìn ra con đường phía trước. Hồ Văn Cường con ơi, một tương lai tươi đẹp đang rộng mở, chào đón con cùng với hàng triệu trái tim luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Trong đó có cả tình của hai chủ, Phạm Ngọc Sơn và Nguyễn Đức Thủy. Hiện tại, trước thông tin về buổi biểu diễn mới nhất của Hồ Văn Cường, nhiều khán giả rất hào hứng và mong chờ sự trở lại, bùng nổ của nam ca sĩ trẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!